đâm liên hoàn nhiều xe máy rồi bỏ chạy đến mức rơi cả cánh cửa xe ô tô Mercedes. Đến khi bị người dân chặn lại thì gọi điện cho người nhà cầm dao đến để giải quyết. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua 21 tháng 12 tại khu vực trung tâm Hà Nội khiến người dân vô cùng bức xúc. Ngày hôm nay thì Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã có những thông tin bước đầu về vụ việc. Theo đó thì lái xe Nguyễn Hoàng Hà sinh năm 1967 điều khiển xe Mercedes và va chạm với một xe máy ở trước số nhà 147 phố Huế. Lúc này thì hai nam thanh niên đi xe máy nói trên mở cửa xe rồi dùng tay chân đánh ông Hà. Do quá sợ hãi, lái xe Mercedes cố thủ ở trong xe và lùi xe để bỏ chạy. Trong quá trình lùi xe, do cửa xe vẫn đang bị mở, xe Mercedes đã va chạm mạnh với ô tô bên cạnh khiến cửa xe bị rời ra. Bất chấp va chạm thì lái xe Hà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây va chạm với nhiều xe máy khiến một người bị xây sát nhẹ. Đến số 133 Triệu Việt Vương, lái xe Mercedes không thể chạy được nữa, buộc phải dừng lại. Tuy nhiên người đàn ông này đã gọi người nhà tới hỗ trợ, cầm theo dao và tấn công người xô sát trước đó. Những người này nhanh chóng bị các cảnh sát 113 bắt giữ, bàn giao cho công an phường xử lý.